Alo, chào mấy bạn nha. Hôm nay là ngày đi lấy lớp học. Thì học lớp học ESL, English as Second Language. Bữa hôm nay mình đã học rồi, mình học hết một lớp rồi và mình đăng ký ở trường mình đi được school đó, nghĩa là trường cấp 2. Thì học xong nó một tháng thì mình có cái bài test kiểm tra, vừa nghe vừa viết luôn ha, đánh dấu ABC ha, test cuối cùng đó. Và trong lớp học thì có 11 người, sau cuối cùng thì còn có 9 người thôi. Và có 4 bạn á, là trong đó có mình, được lên cái lớp cao hơn, đó là Advanced Class. Và hôm nay thì mình không học cái trường cũ nữa, mà đổi lại đi cái trường cấp 3. Nó kêu là High School ha. Để bố hỏm đi nghe là thấy cái trường cũng rất là đẹp rồi. Hôm nay là 7 giờ mới vô học, còn giờ 5 giờ mấy là mới đi, tại vì đi xếp hàng. Tại vì nếu mà mấy bạn tìm hiểu á, mấy bạn mà đi qua đây á, học ở những lớp học mà học tiếng Anh á, học miễn phí, mà học ở chùa hay là học ở nhà thờ á, có những người Mỹ người ta vẫn lại dạy, là do những chùa hay nhà thờ đó muốn cái thầy Mỹ hay cô giáo Mỹ lại dạy. Nhưng mà cái chỗ mình học á, là mình đi đăng ký của cái quận hạt mình luôn ha. Thì cái trường đại học ở khu vực này của mình là Montgomery County, thì nó liên thông với Montgomery College, có nghĩa là Montgomery, đại học Montgomery ha. Thì khi mình nếu mà học cái lớp Advanced này xong á, nếu mình muốn thi vô đại học á, mình muốn vô đại học ở Montgomery College luôn ha, là mình được vô luôn. Còn nếu mà mấy bạn mà học ở chùa chiền hay là ở nhà thờ á, không có cho mình phải đăng ký, bởi vì những cái này á, mình phải đi sớm, mình xếp hàng, tại vì nó của một cái quận chỗ mình ở, nên có nhiều người lắm, tại vì dân nhập cư mà. Nếu mà các bạn lại chùa hay là nhìn lại nhà thờ á, thì nó ít hơn nhiều ha. Rồi mình lại đây ha, quá trời người luôn, không phải có mình hay là mình chỉ gặp người Việt Nam thì mình chưa nào không đâu, nhiều nước lắm. Mà mình đã bỏ qua lần đảo qua cái kia rồi ha, cái nước đầu tiên ha, ở trường đi được. Thì hôm nay lại đây mình không biết mình học luôn chưa, thì lớp học này á mình trước mình học được thứ hai đến thứ năm rồi đó. Last my class last month four day a week, còn 4 ngày một tuần. Còn cái này nó cho mình học có 2 ngày tuần, thứ 2 thứ 4, hôm nay là thứ 2. Thì không biết hôm nay luôn lấy lớp mình có được đi học không, thì mình lời đó mình quay cái trường cho mấy bạn coi không. Trường nhìn là muốn học luôn ha, mình phải đi học, mình học cho đã ha. Tại vì ở Việt Nam mà đi học có đóng tiền, ở đây mình đi học miễn phí, mắc gì không đi ha. Nên một chút đó mình đi lại cái trường mình quay cho coi ha, mình nói chuyện về việc học như thế nào. Cái đây cái khuôn viên ngôi trường ha, đó là ngôi trường á, trường cấp 3 của Mỹ á. Mình thấy hôm nay có nhiều người Graded First High School. Bữa hổm thì nó lấy cái Middle School darling, Middle School what graded first middle school. No, that's name of the graded first middle school. No, that's Montgomery Middle School. Cái kia là Montgomery Violet Middle School. Còn cái này là Violet First High School ha. Đó, cái trường đó không? Trường cấp 3 đó là chính lớp 1, 2. Nhìn cái trường, nhìn cái khuôn viên trường nè. Đó, đó đầu tiên. Dành chỗ thì ở đây người ta nói có nhiều người đi đăng ký lắm, phải chỗ trước ha. Trên có cái máy bay chạy ồn quá đó, xung quanh khuôn viên trường ha. Thì ông xã mình nói mấy đứa mà học lớp 12 nếu mà đủ 18 tuổi ha, nhà gia đình nó có điều kiện thì nó cũng có thể là có thể là nó mua xe nó chạy luôn ha, chứ không phải là chỉ có giáo viên mấy có xe chạy. Đứa nào nó đủ tuổi nó cũng có thể là nó mua luôn. Thấy nhìn cái khuôn viên vòng vòng trường thì nó đẹp gì đâu ha, nhìn nó muốn đi học luôn.
là biết cô muốn đi học. No, I think cái thầy này là thầy giáo sẽ dạy trong cái lớp học ESL ha. Thầy kêu dặn đến sớm, giờ đến sớm cái trường học nào nó cũng khóa cửa hết trơn á, nó không có cho mình đi vô đâu. Đó, nó không có cho mình đi vô tại vì mình không có nghĩa vụ, không có trách nhiệm học thì mình không đi vô. I around here and make video. Ở đây là vòng vòng khuôn viên trường ha. Mình không có thể nào mình đi vô được đâu mà mình muốn quay cho mấy bạn đâu coi. Nhìn cái trường học của người ta, nhìn cái ghiền không? Nhìn là mình thấy muốn học liền á. Coi nó. Trường cấp 3 nha. Đó. Chỉ có cô giáo, những người đi học là mới được vô thôi. Còn phải ngay nó không có cho vô đâu. Đó. Nhìn đẹp ghê không? Thì mình thấy mình ham. Thì mấy cái trường đó, cái chỗ mà tổ chức cho mình học học tiếng Anh này á, thì nó liên thông với lại cái trường đại học ha. Nó liên thông với cái trường đại học Montgomery, nên nó có thể mượn cái trường ha. Nó hợp tác với cái trường mà cấp 2, cấp 3. Còn bữa hổm mình học là middle school, là trường cấp 2 ở Montgomery Rylett. Nó cũng là trong cái quận này hết trơn luôn. Còn Raiderbus High School Education BLVD. Đó. Ở mình quay vòng vòng thôi chứ quay mà nếu mà chúng người ta mất công người ta nói nữa. Đó, đây là giáo viên mà. Thì không biết cái lớp học này hôm nay vô làm sao thì rồi mình nói sợ đi trễ không còn lớp nên mình bắt leo đi về sớm. Ảnh vừa đi làm giờ là ban lại đây, nó tính ra mới cái 5:30 mà nó kêu 7:00 mới lại. Thấy nó đẹp quá trời đẹp luôn. Về ăn cơm luôn cũng không về nữa, mình nói thôi đi về đi, mình ăn cơm đi lại, nói chung là cũng gần nhà rồi. Xong rồi khi nào á ăn xong rồi lại mình ở đây đi đôi khi mình học anh không chịu, anh ngồi kia đi đôi khi nó vừa làm gì đi. Ghiền quá, nhìn muốn đi học quá. Quay cho mấy bạn nào mà nếu mà muốn có thì định ham đi học nha. Mình phải đi học và cố luôn á. Mình muốn đi học. Cái cảnh rồi. Nhìn khuôn viên trường ta không? Nó sạch sẽ mà nó thoáng đãng mà nhìn bự giống như cái trường đại học của mình chứ không phải là trường cấp 3 ha. Còn nếu mà vô trường đại học chắc còn bự dữ nữa. Không biết bữa nào đi vô thử. Mình cũng gần cafeteria, có nghĩa là căng tin. Nó bự ghê. Để mình gồng nó có gì căng tin mình chờ lại. Mình tán chuyện với mấy bạn luôn ha. Mấy bạn có thích đi học không? Có khoái đi học không? Thì đi học ha. Ở đây nó ngộ, ở mình là cấp 3 là từ lớp 10, 11, 12. Còn ở đây cấp 3 thì nó bắt đầu nó lớp 9 là cấp 3, 9 lớp 10, lớp 11, lớp 12. Nhưng mà theo mình tìm hiểu trên coi mấy chị đi trước đó, nếu mà mình học giỏi đó, mình có tích điểm đó, thì mình không cần học hết high school. Mà nhiều khi mình học hết 11 mình cũng có thể là học xong cấp 3 luôn. Nó lấy cái điểm thôi, nó lấy credit card thôi. Cái cách nó học là như vậy. Còn cái cách Việt Nam mình phải học đủ hết. Còn nó nếu mà mình học giỏi ha, mình học tất cả các lớp, lấy lớp, lấy giờ, rồi này kia nọ, mình học ok là đi hết một vòng rồi nha. Đi đằng này vậy đó. Đi đằng kia thấy người không mà sợ người ta không cho quay ha. Đó. Cái đường đi ngược lại, mình đi ngược lại, mình quay cái bản mặt mình vô. Nếu mình không quay bản mặt mình vô, mình đi khúc kia mà thấy mấy người á, người ta không có chịu. Ở đây mà quay phim trúng mặt người ta quạ quọ lắm, người ta không có muốn. Nên thôi mình quay cái bản mặt mình vô ha, cái bản mặt cũng không đến nỗi tệ ha. Thì mình nói để hôm nay mình đi mình biết coi kết quả cuối ngày hôm nay như thế nào.
ổng là mình học xong lớp kia đó, mình nghỉ cũng gần được cả tháng. Bữa 14 cái tháng 8 là bắt đầu mình học xong ngày cuối cùng đó, là mình lấy lớp. Rồi mình lấy lớp, mình đi lên đây, mình học cái trình độ level advanced level. Còn cái lá ở cái lớp bữa hổm á thì immediately class, có nghĩa là trình độ nó vô đó, giờ thấy mình kiểm tra rồi trình độ mình cũng có thể là học lớp này. Và học cái lớp này á thì bữa hổm mình hỏi cô giáo mà người dạy mình á, nếu mình học xong thì nếu mà mình học được á thì mình có thể đăng ký, mình muốn vô đại học mình học cái gì mình học trước đại học thường thường là community college. Chưa hiểu sâu sắc mình phải học, mình phải chọn cái trường như thế nào và cái ngành như thế nào mình muốn học, nhưng mà để coi sao rồi mình học ha. Go home đi, I wait you. Go where? No, cannot. I don't know. Where they are? How they can go inside? Open now. You can go inside and wait for me. They sleep here. Đi một vòng. Mọi người đẹp ghê lắm. Nhìn lẹ em muốn đi học quá. Đó thì hình như là người ta nói nếu mà mình ở đây một năm đó, thì mình đi học đại học đó, mình sẽ ít tốn tiền hơn là mình chưa giống như mình là thường trú nhân ở đây rồi nên mình có thể xanh rồi mình đi học thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà còn nếu mà mình mà không quay nó giờ mình cũng không đi nữa, thế biết hết mình nói chuyện gì đâu. Mình không có quan trọng đó là ai. Người ta thấy mình đi mình vừa nói chuyện với con khùng mà mình đâu quan trọng đâu, mấy đứa thèm dòm, mấy đứa thèm nó dòm, nhưng mà mình đâu có nghe mấy người đó là ai. Nó nhìn mình mà tự nhìn cái camera mà mình đi mình nói chuyện mà nó nhìn giống như là quái vật tinh xanh vậy đó. Còn bên đây trường học người ta Mỹ nó quan trọng vụ đi học rồi nên nó chăm sóc là nhiều, chứ còn Việt Nam mình không có chăm sóc đâu. Còn mấy đứa này nó đi học nó đang đợi người nhà nó đón, nó ngồi nó đang đợi gia đình nó đón đây hai xe bay rồi đó, người nhà nó đón á, đâu có dám lấy máy để quay bằng mặt mình vô chứ, nếu không là nó lấy dép, nó lấy cùi bắp nó chọi vô bản mặt á, thấy không? Ủa mà quay có bản mặt mình vô cũng đẹp mà cũng đâu có gì đâu ha. Mấy đứa nó học xong trường ra thì cha mẹ nó lại đón, người mẹ nó lại đón. Đi ra một vòng đây ha, mình đi hai vòng kia. Tâm quay lại cho mấy bạn coi cái trường đó. À, em muốn ngủ ở đây quá. Trường em nhìn em muốn ngủ quá. Nhìn nó đẹp không? Đó, nhìn cái gian, nãy mình đi gian bên kia á. Còn đây mình đi gian bên đây nè. Stadium, John Harley Stadium. Có nghĩa là cái sân vận động của trường đó. Tự nhiên đó. Đẹp quá. Nó là tụi. Nó đang tập chơi đó. Thank you.
mình đó. Mình không quay máy ảnh được. Nếu quay máy ảnh thì muốn cầm máy quay quá mình lại quay mấy ảnh chửi á, đó mấy ảnh đang tập thể thao, tập thể sử dụng xong rồi mấy ảnh ra đó, không biết không có liên quan gì có được vô không, không biết mấy ảnh vô được không, kệ vô coi. Đó này nó chơi thể thao, chơi đá banh, nó chơi bóng đá, mình chửi Mỹ của nó thì xong rồi đó. Cái thằng Trường nè, nó bự ghê, quay lại mặt kia nha. Cái này mình đi vô trong đây coi, tại mình vô sớm mình không biết mình được vô không, mình lại mình coi mấy người này, người ta Art Center, cái đó là hoạt động về hoạt động nghệ thuật ha. Mình lại đây mình quay mình thấy mấy cái sân vận động, mấy anh trường cấp 3 ở Mỹ nó không quan trọng học giỏi đâu, nó quan trọng hả cái chuyện mà mình chơi thể thao giỏi không. Cái trường nào mà nổi tiếng về cách mà thể thao á, là nó sẽ chọn được đầu tiên, đa phần là nó mạnh mẽ vậy đó thôi. Học giỏi thì cũng một học phần, nhưng mà thường thường là nó chuyên về mấy cái phần đó là nhiều hơn. Quay về cái trường cấp 2 ở Mỹ thì như thế nào luôn ha. Tập này tập kia đủ loại thể thao, tùy theo khả năng hay là tùy gì mình thích ha. Quay một chút rồi biết nha. Quan trọng cái gì? Ta nổi tiếng về thể lực chứ không phải dạng mà học mà giống như con mọt sách thì chỉ ôm sách. Nhìn thấy khung viên nó rất là đẹp không? Thể thao của mình bởi vì nó nổi tiếng thế giới sao được, nó không phải là việc cường quốc sao được, nó quá đẹp.
chọn. Ở đây nó để cho mình, để mình chọn lựa và mình yêu thích cái nào. Bữa đi trường kia không, cái ông bảo vệ nội kia không cho quay là cũng hơi sợ sợ đó, tao quay tao làm vệ sinh sạch sẽ cho cái trường ha. Cái đằng đó là chắc phòng tập gym á, tụi thấy tụi nó nhảy nhảy cho đằng đó đi quay đi trở lại ha, để người ta làm vệ sinh đó, quay cho mấy bạn nào coi nha, coi cái trường học của Mỹ như thế nào, cái gì nữa đây, còn không ạ?
Kéo biết trả lời, xin nó mất mệt. Thằng cái anh ngồi bên cạnh cũng không có biết mình nói mẹ gì đâu, giống như dịch nghe sấm vậy đó. Người ta nói mình cũng ngu người vậy đó, y hệt vậy. Cái đây mất cười lắm, mà chỉ biết nói tiếng Anh thôi, nói tiếng Anh, nói tiếng của mình cũng không ai hiểu chứ, tự mình hiểu thôi. Mà mình cũng chả cần ai hiểu, tại vì mình biết mình cũng bạn thôi. Mình nghĩ vậy, sao anh có hiểu con mèo đó, phát tình một lớp mình chạy lên cái trình độ mới này. Mình muốn quay lại cái trường học ở đây như thế nào cho các bạn coi nha, cho bạn nghe. Bóng con cái mặt của mình đó, nó là kỹ. Bởi vì những khi mà những chỗ mà sang trọng năm sao khắp không sao đâu, trời ơi nó đẹp hơn cỡ nào. Cái bên đây là cũng xếp hàng luôn, không thích quay nghe người ta, quay nghe người ta mất công rồi ta chửi vô mắt mặt mình nữa. Nếu mình quay quay là phải quay gì đó đó, đó xếp hàng một đống nữa, da đen da đỏ vậy thôi chứ không có Việt Nam, chỉ có mình thôi. Kệ nó đi, vậy mà vui, phải đi học thôi. Qua xứ Mỹ này không học cái gì cũng ngu hết trơn á, phải đi học càng nhiều càng tốt. Học cho bằng ta, học cho bằng chị, bằng em, học cho bằng anh, bằng em, học cho lại những người đi trước. Ta đi trước rồi, ta giỏi hết trơn rồi, mình lên đi sau, mình lên lết đi sau, mình phải học thôi. Ok, xếp hàng ha, coi hôm nay có học không, có lấy gì về nói tiếp cho mấy bạn nghe ha, vui ha. Càng ngày người vô càng đông ha, xếp hàng phía kia đông lắm, dài xuống dưới luôn rồi. Cái phía mình ngồi là cái phía đầu tiên, bên đây kéo dài qua tới bên đây ha. Qua tới bên đây, qua ngay bên mặt mình, xong rồi dọc xuống dưới. Ở dưới còn một dọc, dọc thẳng ở dưới nữa kìa. Mà giờ mình phải ngồi giữ chỗ ha, chút quay cho coi ha. Vô càng ngày càng đông luôn nè, coi cửa nè. Thấy không, thấy mà cái quận hạt người ta về tổ chức học Anh văn á, đó là người ta đi học ha, đi quá trời người luôn chứ không phải dài người giống như ở chùa ở nhà thờ đâu, dạng nít hơn. Còn đây là quá trời luôn, nó tụ tập lại quá trời nước luôn, toàn là da đen thôi không à. Đó, chút quay tiếp cho coi nữa ha. Hôm nay là ngày đăng ký đi học cái khu vực này luôn á, chắc những người này cũng mới đến chúng mình bữa hổm ha. Và cái line bên đây á, thì mình đứng thì dành cho những người advanced, còn những cái line bên đó là dành cho những người mới đăng ký vô đó. Họ đăng ký hôm nay họ đi lấy lớp, nhưng mà họ cái lớp họ không có giống mình thôi nè. Còn mấy người dạng da đen người này kia không đó. Còn cái lớp cái line này bên đây á, là cái line mình dạy cái này là đó, ta đi đăng ký đông như kia đó đó. Cái này là để xếp lớp lấy lớp thôi chứ chưa có đi học gì hết trơn á, giành giật như giống như đi chợ vậy á. Cái người Mỹ người ta xếp hàng đàng hoàng lắm, mấy người này đến từ đâu xếp hàng giành giật lắm trơn đó. Mình nghĩ là cái lớp này là lại là những người học rồi lại, nhưng mà thật sự những người mới đăng ký cũng lại đây luôn, xếp hàng luôn, lấy số rồi đi về đó. Chưa có học, người đó chưa có học, cầm cái thẻ xanh giống như nè, mỗi đứa một tờ ha, rồi xong rồi lại lấy cái số và hẹn ngày đi học thôi, chứ giờ chưa có học gì hết trơn á. Còn mình chứ cũng vậy luôn á, xếp hàng đợi từ năm thì mấy 6 giờ tới giờ chưa xong. Mấy người này là đi xong rồi đi ra là về, là họ là cái lớp học giống như mới bắt đầu hay lại là họ chọn lớp rồi đó. Thấy đông ghê không, thấy đông ghê gớm không, giống hội chợ không, chứ đâu phải nhỏ nhỏ giống như cái chùa hay là giống như cái nhà thờ đâu, đông lắm. Thấy mà ham luôn, đông không, xếp hàng dài dòng. Nó thích dành hàng à. Nó mới qua đây nên nó không có ấy, không có trật tự gì hết trơn. Cái lớp mình là lớp khác, giờ còn phải chờ, còn mấy lớp đó là lớp người mới bắt đầu thì vô đó trước ha. Má nó đông kìa, giờ biết bao lâu rồi nó đầy người
xếp hàng vô để lấy lịch, lấy cái lớp học ha. Là những người này là những người mới đến vậy đó, giống như cái lớp đầu tiên mà mình đã xếp hàng dài vậy đó. Và mấy người này cũng vậy, xếp hàng lấy cái số rồi lấy cái ngày đi học thôi, 2-3 ngày sau đi học. Giờ mình chờ cái lớp này mình không biết sao, bắt chờ xếp hàng nữa nè. Đuối không, đông ghê không. Cô giáo làm việc trong đó, ở đây có một phòng này luôn đó, đang chờ. Thấy nó đông chưa, thấy nó đông ghê gớm không, quá trời người luôn không. Đi như đi hội chợ vậy đó, xin đi vô học Anh Văn đó nha, đi như đi hội chợ, quá trời luôn. Đông vậy đó, đông, đông. Nhìn vui quá. Chờ đi danh đi học nguyên cái quận Montgomery County luôn, nó đông lắm. Vẫn có rất là nhiều người xếp hàng ha, người ta đang đợi, người ta đang lợi, đang lấy lớp để người ta đi học ha. Mấy người này là đa phần họ là người mới đến hết ha, nhiều lắm nè đó, hay là người mới đến họ đi lấy lớp đang đi học á. Còn cái lớp mình thì vô rồi mình lấy lịch ha, thì kêu là tới ngày thứ hai tuần sau đi học vậy thôi, lấy lịch học đó, đi đăng ký giờ đi về thôi ha. Ok, đó xong một ngày, đó xong một ngày lấy lịch, lấy lịch mình đi học vậy thôi chứ không có gì hết. Ok, đi ra trời tối rồi, mấy người ta lấy đăng ký xong rồi đi về hết, không có ai mở lại hết trơn á. Giống như mấy bữa mình cũng đăng ký mình học cái lớp đầu tiên rồi, cái lớp này lớp thứ hai ha đó, quá trời người đăng ký xong rồi họ ra họ đi về ha. Thì đó, hôm nay đi sớm lấy đăng ký lịch hẹn cái học lớp học lớp mới, quay lại cho cả nhà mình coi ha. Đó, những người này đi vô đăng ký á, đi đông ghê gớm không. Ok, bye bye ha.